ô tô có phải sản phẩm công nghệ đâu mà anh review anh Vinh chuyển sang review ô tô rồi à sao lại làm ô tô trên kênh này uầy đây là những cái dạng comment mà khi lên một số cái video liên quan chủ đề của ô tô thì mình đọc được rất nhiều Nhưng thực sự là các bạn viewer ở Việt Nam nó bị nhầm là ô tô và công nghệ là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau Cái đấy là sai Các bạn thấy nhìn thấy một số youtuber như là MKBHD, Unbox Therapy bây giờ họ cũng làm ô tô và ở cá nhân Việt Nam mình thì cũng tương tự câu chuyện như vậy thôi Bởi vì trên các xe ô tô thì có rất nhiều các thiết bị công nghệ mà không khác gì điện thoại Ví dụ nhá, các bạn nhìn đi ạ Mình đang có một cái đầu Android trên ô tô của mình hoạt động khác gì một cái máy smartphone không ạ có xe Apple, có chrome google hình ảnh đầy đủ hết này các bạn có ba camera các bạn có hai camera ô tô của tôi ấy bốn camera đây ạ nói có sách máy có chứng cam sau cam trước cam hai bên kiểu gì là cũng có thể có được nó chứa đầy công nghệ trong một chiếc xe mà điện thoại bây giờ bão hòa rồi làm review điện thoại chán một xử ô tô mới là thứ đem lại cho mình bây giờ nhiều cái sự phân khích hơn nhưng tất nhiên là mình cần phải trau dồi thêm rất nhiều nữa mình mới làm review về ô tô còn những cái video mình đang làm là chia sẻ trải nghiệm của mình không phải là một bài review chi tiết và thậm chí ô tô của mình còn có 5 cái camera các bạn thì nhìn thấy đây là một cái camera hành trình của DingDingPi Z40 là cái mà mình đang sử dụng. thì nó vừa có một màn hình hiển thị khác gì smartphone của các bạn ạ. Nó có các phím bấm chức năng này, nó có camera theo dõi 24 trên 24. Phía sau mình còn có một camera nữa, một thiết bị nhỏ như thế này nhưng nó xịn như thế nào nhìn đi ạ. Bắt đầu với cái sản phẩm này mình sẽ nói về cái app của nó tức vì cái app nó quá hay các bạn nhìn đây này. Khi mà mình bấm vào vị trí bản đồ lập tức cái GPS ở trên camera của chúng ta nó sẽ dựa theo cái bản đồ Google Maps biết chính xác là mình đang ở chỗ nào phải nói là cái hệ thống gps này xịn vãi trưởng và nếu mà các bạn mà đã từng di chuyển thì nó sẽ có một cái bản đồ vẽ là chúng ta đã đi đâu tốc độ của các bạn hiện tại là bao nhiêu km giờ tốc độ trung bình mọi người tốc độ tối đa đây ạ quãng đường đã di chuyển và cũng như là độ cao của các bạn nếu các bạn mà đi trên những cái vùng núi để có được cái định vị chính xác như vậy thì nó không khác gì con smartphone anh em đang cầm thứ nhất là nó có hệ thống của GPS và thứ hai là nó dùng cảm biến G và tiếp theo là có con quay ba trục để nó biết được độ rung lắc nghiêng cũng như là định vị được cái chiếc xe đang ở cái tọa độ như thế nào rất là thú vị còn bây giờ đến với cái phần là cái camera hành trình của nó đây đây là một chiếc camera có chất lượng rất tốt và chúng ta sẽ có thể tua như không khác gì các bạn đang theo dõi camera chống trộm ở nhà hoặc các bạn lắp ở văn phòng các bạn tua đến bất kỳ một quãng thời gian nào thì nó sẽ đều dẫn đến các hình ảnh preview. Và đây là camera phía sau của mình. Không khác gì các bạn bật camera selfie và camera chính. Bật ra camera phía trước thì nó lại đổi cho chúng ta camera được chưa và đặc biệt là cái phản hồi của cái ứng dụng và cái camera này là nó cực kỳ nhanh khi mà mình muốn lưu lại thì tốc độ của nó cũng nhanh một cách ấn tượng bấm chụp này đó các bạn sẽ đã lưu ảnh luôn hoặc là các bạn chỉ cần chọn các cái đoạn video mà mình muốn download này nó sẽ download từ cái thẻ nhớ hỗ trợ 128 g về cái chiếc điện thoại của chúng ta thông qua mạng kết nối đó là wifi và nó sẽ còn phân ra đó là các hình ảnh đã chụp hoặc là các trường hợp khẩn cấp emergency khi có va chạm thì lập tức camera sẽ tự động kích hoạt về camera này thì nó cũng liên quan đến điện thoại luôn đó là sử dụng cảm biến đến từ sony vâng thưa các bạn không ai khác là ngoài sony danh tiếng nhờ vậy nên cả camera trước và sau con này thì quay rất nét các bạn nhìn đi ạ trong điều kiện đầy đủ sáng thì nó rõ mồn một nhìn cả mặt người các bạn thu âm được rồi các bạn nhìn rõ biển xe cả camera trước camera sau đều thế trong điều kiện thiếu sáng của mình thì thực sự là nó tạo cho chúng ta đủ khả năng để thu hút được nhiều ánh sáng không bị chói và có thể rõ được các cái biển số xe khi di chuyển. Thực ra camera sau lúc này thì sẽ khó nhìn được cái biển số không tốt bằng camera trước nhưng các bạn có thể quan sát được môi trường xung quanh để quay được thiếu sáng ngon như vậy là nhờ cái cảm biến của nó có khẩu độ là f1.8 thôi bây giờ anh em khẩu độ phổ biến như kiểu 1.6 1.7 thì bây giờ 1.8 là nó cũng rất là ngon rồi bên cạnh đấy thì khi mà quay video thì con này quay được độ phân giải là 2k một độ phân giải rất cao phải nói là thừa thải thì với điện với bình thường thì mình chỉ xét ở full HD là đủ rồi khi mà đầy bộ nhớ nó sẽ tự động ghi đè các file cũ chồng chất lên nhau theo thứ tự để các bạn nếu mà ngày hôm qua các bạn muốn xem lại cũng được nhưng có thể đầu tháng thì nó sẽ bỏ qua cho mọi người và đặc biệt trong trường hợp cái camera của chúng ta đôi khi bị hỏng thẻ vì các bạn cắm ở năng trời thì như thế nào thì khi đó nó có một cái hệ thống lưu trữ đặc biệt cho những tình huống va chạm khẩn cấp thì nó sẽ lưu trữ riêng như chúng ta thẻ nhớ có vấn đề thì nó vẫn lưu được thế nên những cái vụ va chạm thì vẫn có những cái video làm bằng chứng rất nhiều người thì cũng chỉ lắp một cam trước không lắp cam sau nhưng với mình thì mình lắp cả cam sau bởi vì nó giúp cho mình quan sát một số trường hợp có xe nó đâm vào đít ý, chúng ta lúc đấy thì người ta bỏ chạy mất rồi thì các bạn sẽ không biết được và cái này sẽ còn giúp một tính năng nữa là theo dõi khi các bạn đậu xe các bạn đậu xe ngoài đường tự nhiên có trộm cắp hay cái gì làm sao các bạn làm bảo hiểm thì các bạn sẽ có cái này theo dõi cho chúng ta liên tục và nếu phát hiện có chuyển động thì nó sẽ tách ra để nó tạo thành một cái file video để các bạn lấy bằng chứng để các bạn nếu muốn báo công an để làm bảo hiểm chúng ta sẽ có trong tay đây là một cái mà rất đặc biệt với các bạn nào mà có thể là gửi xe bên ngoài hoặc là đôi khi đậu ngoài đường như thế này và các bạn nhìn đi ạ đây là những đoạn video mới thấy là chúng ta đi ngoài đường tham gia giao thông rất là hài lạng lách đánh võng, xi si nhan trái, rẽ bên phải, rồi những người đi ngược chiều, vượt đường, không thiếu bất kỳ một trường hợp giao thông nào. Vì thế đối với mình, camera hành trình luôn là cái số 1 khi mà mình lắp trước đây, mình đã review một cái camera hành trình khác mình dùng. Và với con này, ở phân khúc giá là tầm khoảng 2 triệu đồng, nó gần như đầy đủ tất cả các chức năng mà chúng ta đang cần phải sử dụng. Có cả cái định vị vẽ bản đồ để ta biết thêm được nhiều thông tin về cái hành trình chuyến đi của chúng ta hơn, đúng không? đấy, thế nên là hy vọng là các anh em đừng nên nghĩ rằng là uh, chỉ có uh, review công nghệ thì chỉ có xoay quanh điện thoại, máy tính, bảng, laptop, mấy cái đó. Công nghệ có rất nhiều mọi thứ xung quanh của chúng ta trong đời sống. Tại sao mình làm cả tủ lạnh, tivi, máy giặt, tất cả những thứ đó và công nghệ và ô tô cũng là một sản phẩm đầy tính chất công nghệ. Cái mà mình đang chờ đợi đó là khi mà Việt Nam chúng ta phổ biến về xe điện thì có lẽ là lúc đó mình sẽ dành nhiều thời gian hơn vì xe điện nó sẽ là một cái thứ của tương lai mà không chỉ riêng Việt Nam mà các quốc gia đều đang hướng đến và anh em nghĩ sao? Bây giờ các bạn có dùng các sản phẩm nào công nghệ mà nó lại không phải là những cái điện thoại, những cái máy tính bảng anh em đang cầm hàng ngày không? Hãy comment cho mình biết và hẹn gặp lại bạn các video lần sau.